Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, rãnh thấp xích đạo và nhiễu động gió đông khiến cho khu vực Nam Bộ trong ngày hôm nay chuyển nhiều mây hơn và có mưa. Trong đó, các vùng ven biển như là Bến Tre, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau hay là khu vực Kiên Giang là những vùng chịu tác động mạnh hơn của rãnh thấp xích đạo nên nhiều mây cả ngày và có lúc có mưa vừa, mưa to và dông. Nguy cơ về lốc, sét và gió giật đi kèm nên người dân cần hết sức lưu ý. Cùng với mây nhiều và mưa nên nền nhiệt trong ngày hôm nay ở Nam Bộ không cao, hầu như chỉ dao động trong khoảng từ 29 cho đến 31 độ. Còn ở Tây Nguyên, do nằm xa rãnh thấp xích đạo nên hôm nay vẫn có thời tiết tương đối ổn định. Ban ngày trời nắng, đến chiều tối và đêm thì chỉ có mưa ở một vài nơi. Nhiệt độ cao nhất cho ngày hôm nay ở đây ít thay đổi, phổ biến từ 27 cho đến 30 độ. Sau khi gây mưa cho các tỉnh Nam Bộ thì nhiễu động ở phía Nam được dự báo cũng sẽ dâng lên và gây mưa rào rải rác cho các tỉnh phía Nam của miền Trung là khu vực Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và cả Bình Thuận. Cục bộ có nơi có dông, nhiệt độ vừa phải là từ 28 đến 31 độ. Trong khi đó, khu vực từ Quảng Ngãi mở lên tới Nghệ An trong ngày hôm nay lại chịu tác động của không khí lạnh lệch đông với một lượng ẩm đáng kể, vì thế trời khá nhiều mây. Mưa rào xuất hiện ở khu vực từ Hà Tĩnh trở vào cho đến khu vực Quảng Ngãi. Còn đối với Bắc Bộ, lúc này trời vẫn khá là nhiều mây, sương mù thì xuất hiện khá nhiều và dày ở khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc. Còn nhiệt độ ngoài trời thì phổ biến từ mức từ 18 cho đến 21 độ, trời rét nhẹ. Nhưng khoảng 9 giờ sáng thì cả mây và sương mù sẽ tan nhanh và trời nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở hầu khắp Bắc Bộ phổ biến trong khoảng từ 25 đến 28 độ. Trời nắng nhưng không nóng, thời tiết khá đẹp. Trên biển, dưới tác động của không khí lạnh tăng cường lệch đông nên trong ngày hôm nay nhiều vùng biển của nước ta có gió mạnh. Trong đó, khu vực có gió mạnh nhất là Bắc Biển Đông, trong đó có huyện đảo Hoàng Sa với cường độ gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Trong khi đó, ở phía bắc của khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía tây huyện đảo Trường Sa và vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, từ hôm nay cũng có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 5 mét, biển động mạnh. Ngoài gió mạnh thì ở khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển huyện đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vùng biển phía nam của Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.